Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Ricky Minh nha. Hôm nay chúng ta lại đi đường tà thần với Huy. Và lại tiếp tục đụng độ với lại Yuka nha anh em. Yuka thì chắc chắn là không phải đối thủ của Huy rồi. Hôm nay dáng này sẽ cố gắng là đánh nhanh thắng nhanh, không có để Yuka có cơ hội được bật lại đâu. Bởi vì có cho thì Yuka nó cũng không mất cửa đâu nha anh em ơi. Yuka gặp Quy là giống như là sợ cọp vậy đó. Chơi mà trong trụ luôn nè. Thấy không? Anh em thấy không? Đầu game thôi đó. Đánh Yuka cỡ đó là sao nó chịu nổi. Đó bây giờ tôi đợi giờ có Winder ở đây nữa. Nhiều quá. Gì vậy? Rồi mất tóc biến. Mày trời ơi. Mày cậy hơi thằng Wonder Woman, mày ra mày găng tao hả? Đâu có dễ được con. Mới đầu game mà gì đây? Ui dồi ôi, anh ma lóc đâu ra vậy? Ui coi con dê nữa. Đâu ra mà bốn đứa nó xuống đây luôn, thiếu thằng AD nữa thôi là đủ năm đứa rồi. Mới cái đầu game thôi mà đã là khốc liệt ở trên đường tà thần rồi, em thấy không? Ghê gớm á. Mày Yuka ghê gớm hả? Mày đã thọt rồi mà mày còn hổ báo cáo chồm. Thấy đại ca Quy ở đây mày không sợ. Mới đầu game thôi mà Winder, yeah, rồi cả Malop xuống đây nó găng mình. Không biết là mình khỏe đó, mình xuống đó nó cứu cho thằng Yuka đó. Chứ mà nó mà không xuống cứu là Yuka là bị tôi đè cho tới chết. Núp đây nha, núp đây. Mày vô đi à. Ôi nó hất tung đừng, nó hất tung ngược lại tôi nè mày. Sao? Mày vô mày tranh chấp con này đúng không? Ôi da, trưởng hụt rồi. Không sao nè mày. Đó, lên đâu vậy, hậu vệ là không có chơi, không có ngán nó nữa. Không? Anh em thấy nó gõ tôi đâu có thấm đâu. Cái chất tướng của Huy khi mà gặp Yuka này cứ tự tin lên, trời ơi, biến lên có mạng Malok luôn. Malok nãy đầu game là xuống răng tao, biến về ôi, không kịp. Đó, sành quá sành anh em ơi. Mới đầu game thôi mà đã 3-0 rồi thì Yuka chịu sao nổi. Yuka sao chịu nổi. Thôi chạy xuống thăm bạn Yuka cái đi, để bạn buồn á. Yuka giờ chỉ biết ôm trụ thôi. Anh em nào ghé kênh YouTube của tôi ủng hộ tôi một lượt đăng ký kênh nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ này kênh của tôi view thấp quá anh em ơi, không biết là anh em chán Quy thế nào, chắc để tôi đổi tướng quá. View quay không có ai coi. Rồi thanh niên Yuka đi lên đường trên, đường giữa ăn con Rishi rồi. Anh niên này cũng đi chơi đấy. Trời ơi, nãy giờ tôi chửi mù mắt mấy pha rồi nha anh em. Còn tóc biến là vô lụm cái mạng nó luôn. Không cần chơi chiêu cuối mà vẫn có được cái mạng của Yuka. Tôi đang biến lên hôm nay. Thôi khỏi đi. Ở lại đây đẩy đường lên. Đây, bảo cái trụ. Rồi, phút thứ tư tới là bể cái trụ này luôn, xác định luôn. Yuka ra đây. Ai cho bạn đép lính nè hả? Múa dữ ha. Trời ơi. Ra đép làm gì không biết nữa. Có nhiều anh em nói là thấy Huy là tụi nó sẽ thường bích Yuka hay sao. Trời, tụi nó mà thấy Huy mà tụi nó bích Yuka là xác định là tụi nó là đâm đầu vào chỗ chết rồi đó. Bởi vì là Huy chắc chắn là kẹo chơi với Yuka rồi. Yuka không bao giờ ăn được Quy đâu nha.
khi nào mà thằng Yuka nó kiểu là nó quá xanh và nó hơn Quy khoảng 2-3 cấp thì may ra nó ăn được, chứ còn lại là không bao giờ ăn được luôn. Chấp thằng Yuka hơn 1 cấp thì nó sẽ không bao giờ ăn được Quy. Nó có được cái thương khung kiếm. Quả cầu tôi còn chưa xài nữa mà anh em. Quả cầu còn nguyên đi chưa xài luôn. Lấy trụ đèn. Yuka nằm trống trơ rồi. Yeah, ôi trời. Ôi nãy giờ toàn mấy cái pha là anti lỗi không mà anh em ơi. Về nó cắt đau quá. Này có bùa xanh thì mình cứ pha mình hồi máu rồi mình trở lại giao tranh thôi. Không có cần biển về. Quy nó thiệt chứ nếu như mà nó không có tốn mana nhiều á thiệt chứ nó trụ đường khỏe lắm. Bởi vì nhà phát hành chiều kia nó cũng khôn á, nó cũng cho con Quy tốn nhiều mana đây. Rồi để tới đây. Thanh niên ma lóc hồi nãy lên găng nè. Đó. Còn ai nữa không? Còn thằng nào nữa? Yuka lên đây luôn. Chơi Yuka nè. Chơi chỗ. Rồi Yuka. Hay quá, có chủ đi luôn. Eosu, bạn chạy đi đâu bạn ơi? Bạn chạy đi đâu trong khi mình còn tóc biến hả bạn? Anh em thấy không? Quy mà có tóc biến trong tay là giống như là hổ mọc thêm cánh vậy đó. Phải chi cái tóc biến của Quy nó xài được liên tục. Hoặc là chi một nó lướt được hai lần thì trời ơi, nó bá đạo luôn. Bá đạo cực kỳ. Đây, tôi sẽ núp ở đây. Yuka. Giờ Yuka mà đi lên tân là chết với tôi liền. Anh em nè, tuyệt đối cầm Quy là không được sợ Yuka. Anh em phải nhớ một điều vậy. Quy là nó trên kèo Yuka. Yuka là một thằng nhóc. Ôi dạ. Rồi mắc qua cầu rồi. Bắt Eosu. Rồi. Ui cha của thanh niên Malok. Nó kệ em sao anh em ơi. Có mạng của Eosu cũng được rồi. À, thanh niên Malok nó nhảy cái luyện ngục của hất tôm tôi lên. Thanh niên Yuka không có tôi ở đây là nó bắt đầu nó làm lại, nó ăn thịt DC nhà tôi. Thằng này nó láo lắm. Thấy chưa? Một khi mà không có Quy là Yuka nó mới dám lộng hành, chứ mà nó mà gặp tôi một cái là coi như là nó lên bảng đếm số rồi. Đây, trở lại rồi đây. Thằng Yuka nãy giờ nó 27 rồi nha anh em. 2 mạng là của DC hết á, còn 7 mạng là của tôi. Vô mà Quy là Yuka là chỉ có khóc thét thôi. Ngộ không nữa. Ngộ không khi nào về led thì Quy may ra nó sợ. Về led thì ngộ không nó gõ đau Yuka nhiều. Nó nổ chí mạng đom đóm luôn. Đại ván này tôi sẽ lên theo cái hướng là giáp. Thì Yuka về led nó cũng chả là gì. Đây bào trụ đi. Bào trụ luôn. Là Yuka với Wonder. Yuka. Rồi trời ơi má, thêm Malok nữa. Malok đâu ra vậy? Rồi mà anh Malok ơi, anh cho em cái luyện ngục này là luyện ngục thứ hai rồi đó. Quỷ Malok nhảy luyện ngục ghê quá. Nó xuất hiện như một vị thần từ trên trời nhảy xuống cái đung. Thằng này có màn Eosu liền, thấy không? Eosu mà lên tơ là cũng chết. Có tóc biến, tôi nói rồi, tôi mà có tóc biến thôi là mấy thằng này không chịu nổi đâu. Chỉ cần có tóc biến là chắc chắn có mạng nha nè. Ván này ăn mạng cũng nhiều rồi chứ. Nãy giờ cũng 10 mạng rồi. Đấu bật cái răng chiến tướng 9x mà được 10 mạng là cũng ngon rồi anh em. Thằng Ge nè. Có mạng thằng Ge luôn. Malok luyện ngục ai đây? Vô lấy cái trụ, lấy đường Mega trước cái đã, tính gì tính. Rồi có một đường Mega đường dưới luôn. Rồi hai đường Mega cùng một lúc. Gián này win sớm anh em ơi, Giờ lên đi đây, lên đi. Ừ, lên cái giáp gai, giáp thống khổ. Còn một đường nữa thôi, đẩy lên luôn. Tôi sẽ đẩy lên này lên. Xin cái bùa đỏ luôn. Một khi mà đã ép là đã ăn sạch. Không có tóc biến, tôi mà có tóc biến pha này là thằng dê chết. Chưa hồi. Chứ mà có một cái là thiệt xác định là lên bảng đếm số luôn. Đó, bây giờ team bạn đang gồng mình để đép cái trụ còn lại, cái trụ duy nhất. Ăn con rồng này đi. Ăn hết, ăn mục tiêu lớn nhiều vô anh em ơi. Nếu như mà anh em thấy mà ép trụ không được, anh em nên lui về ăn mục tiêu đi, đừng có cố gắng.
bởi vì tướng địch ở trong tế đàn nó chạy ra nhanh lắm, cứ nhây nhây như vậy thì mình sẽ rất là bất lợi. Thà như nếu như mà có con Ruby đi, nó biến về xong nó lôi người lên thì may ra có thể ép liên tục cái kiểu đó được. Chứ rồi nếu mà không có thì tướng địch ở trong tế đàn chạy ra chạy vô rất là khó chịu, thì team mình lúc nào cũng trong cái trạng thế lỗ máu của nó, đầy máu đây. Và úp sọt. Và team địch không chết ai hết. À đây có mạng Elsu, có mạng Winder, có mạng Yuka. Thằng Malok. Né được cái quỷ kiếm của nó là xong. Né quỷ kiếm của nó là sống nha. Quá kêu luôn. Thằng về tôi không có tóc biến rồi. Đứng mày nháy đèn hả mày? Nháy đèn hả mày? Chó. Giết nó anh em, giết nó. Mày. nháy đèn tao là mày chết. Rồi bào trụ luôn. Bên team bạn quét sạch rồi anh em ơi. Lui. Quét sạch team bạn nó ra rồi. Chứ mà team bạn vẫn còn nhiều thời gian, tôi vô tôi bào trụ luôn, win luôn. Đây ăn tà thần đi tụi bay, ăn tà thần luôn. Đó. Con gấu lẫn vẫn đây làm gì đấy? Gấu giờ gặp tôi là chỉ có co giò bỏ chạy chứ không có dám mà đứng lại mà combat à. Rồi. Yo win. Ui, anh em gấu, anh em thấy không? Gấu nó nhảy tôi đâu có thấm bao nhiêu máu đâu. Rất là trâu. Trâu mà còn đâm to nữa. Thứ nào chịu nổi anh em, ngồi có mạng gấu luôn. Ui. Có chừng con quỷ dê mà nếu mà mình đứng chụm lại nó cắt rất là đau nha. Đứng đây coi có ai biết không? Con nào bắt lẻ rồi bây? Về. Ui da trời. Về nó thảy cái chiều cuối nó đẩy ngược tôi về không kịp rồi anh em ơi. Pha này lỗi chắc rồi. Nó chiều cuối của nó còn. Nhảy vô ẩu quá. Gián này tôi tưởng là win sớm mà không anh em ơi. Cái bộ căng à. Team bạn bắt đầu nó về led nó khỏe lên rồi. Thằng Malok nó nhảy cái luyện ngục vô nó chém đau quá. Để coi tí nữa bán cái thương khung kiếm lên giáp hồi sinh rồi lên mấy cái nham thuẫn vô nữa. Trời ơi, team bạn con nó ép nè. Giữ không? Về led đánh cẩn thận anh em ơi. Có thể thua bất kỳ lúc nào. Mặc dù là có mình ăn được 3 đường mega bên team địch nhưng mà nó mà đánh ẩu một cái là nó thua. Thua cái một à. Ghê nè. Nháy đèn nữa đi. Yuka đâu? Chị hai mega rồi đây. Chạy lẹ đi. Ui, lại là Malok. Bắt thằng Elsu trước. Trong giao tranh mình đánh gì đánh chứ mà mình vẫn ưu tiên bắt mấy đứa máu mỏng chứ nha anh em. Đừng có mà tập trung đánh mấy cái thằng trâu bò làm gì. Chơi mày. Giỡn hoài. Ui, đây nữa nè. Từ, trong bụi nha. À, thằng đi mà lóc quẹn cái 2000 máu hơn. Khốn cực kỳ luôn. Và nó sát thương trưởng nó, Malok nó đánh rất là đau. Malok này như lên nanh rồi. Malok có nanh đây chém đau lắm. Mày quỷ kiếm hả mày? Càng quá anh em ơi. Tưởng win dễ nhưng mà không dễ chút nào đâu nha. Team địch đẹp. Rất là khỏe luôn. Yeah, nó cắt rồi. Rồi Rishi nằm xuống. Nó chưa gì đầu hàng rồi đó. Thấy mà bị thọt chút xíu đầu hàng rồi đó. Team địch nãy giờ là nó bị ép từ đầu game tới giờ nó không đầu hàng đâu. Mà team này chưa gì thấy đầu hàng rồi. Mày. Còn giáp hồi sinh. Lụm cái mạng nó luôn. Quỷ dê nó còn chịu cuối rồi, công nhận mình nhảy vô mình bắt nó khó thiệt chứ. Mắt Elsu. Quá trời mắt luôn. Cái khó chịu của thằng Elsu không phải là cái viễn trình kích mà là con mắt của nó. Nó biết vị trí của mình đi đâu rất là khó chịu.
Chứ viễn trình kích của Elsu thì những anh em mà kỹ năng cao thì cũng có thể né được. Né rất là dễ luôn. Đây 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 đây. Ôi da trời ơi. Elsu nghỉ lùi. Ghe đẩy ra, ma lóc chém. Tụi nó đi sát, tụi nó cua nhau dữ quá anh em ơi. Nói về led thì công nhận là về led thì Wii nó giao tranh nó cũng hơi khó. Nhưng mà không phải là không chơi được nha anh em. Chỉ cần anh em di chuyển khéo. Đây là một cái trận về led rồi nè. Thì để tôi sẽ di chuyển cho anh em xem nó cách giao tranh của Wii như thế nào về led nha. Về led thì mục tiêu của Wii là cũng chỉ là bắt vào chủ lực thôi. Chứ đừng có đánh mấy thằng tăng cơ làm gì. Nãy giờ anh em thấy là tôi toàn bắt thằng Elsu với lại thằng Ge thôi. Bắt chủ lực của nó là coi như là bên nó thọt rồi. À Elsu. Bên nó là chủ yếu là tướng cấu rỉa, con Ge với thằng Elsu rất là khó chịu. Nó mà có rỉa mà máu mình mà bên mình mà ít cái ma lóc nó nhảy vô. Đó. Cái bài đánh của tụi nó là như vậy. Ôi trời ơi. Là tôi đi đép lính không yên quá anh em ơi. Đường trên. Đường trên. Ui. Trời ơi. Ở đường trên Gina nó đẩy lên. Mém xíu rồi. Thắng rồi. Nó mà lóc lại liên ngục nữa. Rất là căng luôn em ơi. Rất là căng luôn. Mà lóc ơi. Wonder. Đó, đẩy nó vô cho trụ bắn. Đẩy nó vô. Rồi, hết giáp hồi sinh. Ui. Hết giáp hồi sinh rồi anh em ơi. Lên cái liềm. Mất liềm luôn. Giờ lên gì đây? Nhầm thuận. Ma lóc nè. Ma lóc. Chạy, bây giờ mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu hả con? Nãy giờ mày luyện ngục dữ lắm nè, mày hổ báo lắm mà. Còn nhâm thuận nha anh em. Yuka bắt đầu đánh cũng thấm rồi đó. Dán này là có bao nhiêu tiền là tôi đầu tư trang bị hết luôn á. Thương khung kiếm chuẩn bị hồi làm dứt lại cái thương khung kiếm liền. Đánh về led là anh em cái việc mà đổi trang bị á, nó cũng là quyết định thắng thua rất là nhiều trong một trận đấu nha. Cho nên anh em khi mà anh em full đồ rồi anh em hãy soạn sẵn những cái món trang bị để hỗ trợ trong giao tranh, như là giáp hồi sinh, liềm, rồi thương khung kiếm, nhằm thuẫn, để khi mà mình tái giao tranh nó sẽ tốt hơn. Chứ mà nhiều anh em mà không có cái kỹ năng rồi là mua bán đồ á, thì trong giao tranh nhiều khi nó bất lợi lắm. Tướng địch nó bán nó đổi đồ thì mình sẽ thua thiệt với nó rất là nhiều. Dù tướng địch nó kịp mua cái liềm đặc mệnh, mình chưa mua kịp là mình sẽ thọt, mình thua nó liền, đúng không? Cho nên anh em cũng phải tập cái việc mua bán đồ, đổi đồ. Hên quá. Trời ơi, biến về vừa kịp lúc Malok có luyện ngục xuống anh em ơi. Malok chém đào quá. Team bạn đang rất là hừng hực khí thế. Đây lại soạn sẵn cái giáp hồi sinh là chuẩn bị hồi. Để soạn sẵn đi. Mình xài xong cái thương khung kiếm là mình bán đi, là mình lên lại cái giáp hồi sinh liền. Chỉ sợ là không có đủ vàng thôi, phải đánh farm. Farm, đây, tụi nó ăn tà thần, ai cho tụi bay ăn. Bắt chủ lực thôi. Ui da rồi. Ui Elsu. Từ. Ui hay quá. Gina ơi. Tụi nó vẫn chưa ăn được tà thần nha. VC ráng đép VC ơi. Bên nó chết 2, bên mình chết 3. Đang là 2-3 nha anh em. Nhưng mà bên mình lợi thế là mình có 3 đường mega, thì con bán lính to nó cũng ra nhiều. Nó cũng khỏe. Rồi lính chàng vô rồi anh em thấy không? Mặc cho dù là ăn được 3 đường nhưng mà team bạn nó đép rất là khỏe luôn. Nhiều khi có thể ván này sẽ thua đấy. Không có ẩu được đâu. DC hay quá. Hay. Hay quá DC. Rồi, tôi ra rồi. Ra rồi đây.
bọc qua. Nó chạy rồi, đẩy lính lên, cứ đẩy lính lên, đẩy lính cho cao lên rồi hãy ăn tà thần nha. Con tà thần này mà ăn là quyết định thắng thua luôn á. Ui, anh em thấy không, quy về led đánh cũng đâu phải gọi là phế lắm đâu, chỉ cần mình biết cách đánh, mình biết cách chơi là con nào mình cũng có thể là tận dụng tối đa được cái sức mạnh của nó. Ui da, con quỷ dê này nó cắt đau quá anh em ơi, cắt khốn cực kỳ luôn. Thôi mất giáp hồi sinh mày. Ui trời, lượm được cái mạng thằng Wonder. Gấu đánh dữ quá ta, trời ơi, còn mình RC ha. Trời ơi, còn mình RC. Làm sao đây? Trời ơi, tim bạn gáy kìa. Ghê quá trời quá đất luôn. Mày. Hay quá DC ơi, Mày, trời ơi, còn mình DC thôi đó. Ý, đường trên. Anh em nhìn kìa, đó. Úi. Lính đâu? Sức mạnh của lính ba đường nha anh em, chưa, Wonder nó ra nó đép rồi, được rồi. Ăn ta thật không? Chưa ăn. Ra gỡ mắt trước cái đã. Đấy. Đây nữa. Từ từ. Dán này là hai bên đều xanh cả rồi. Hai bên đều full trang bị rồi. Bây giờ là chỉ có là kỹ năng và một chút may mắn nữa sẽ quyết định được cái trận đấu này là bên nào thắng, bên nào thua. Không dám ăn, bên team địch nó cũng vẫn đang canh cái con tà thần này. Nếu như mà team địch mà còn đầy đủ mà cái team nào ăn trước thì cái khả năng cái team đó sẽ bị mất tà thần. Bởi vì con tà thần nó sẽ búp mấy cái giáp bất lợi cho mấy cái team ăn trước. Team vô sau nó KS rất là dễ. Đây, con Rui nó kéo mày bắt được Yuka. Cắt đau thật sự anh em ơi. 4-5 nha. Ăn luôn. Ăn luôn nè. Ăn lẹ. 4-5 rồi. Lính đường dưới nó đang cao, con Wonder nó đang đép ở dưới. Lóc. Ăn đi. Trời ơi, nhây nữa chứ. Không ăn được anh em ơi. Team bạn nó ra nó đép rồi, ma lóc luyện ngục nữa. Ui. Ôi ghê vậy. Luyện ngục phát chết hai. Hồi nãy đúng ra nếu như mà đánh theo mà chuẩn bài là win từ sớm rồi đó. Thích nhây lắm. Rồi ma lóc. Hay quá Joker ơi. Hay quá. Vẫn chưa quyết định được thắng thua. Wonder nè. Ôi. Wonder nó bắt được Joker rồi. Mày. Wonder Woman. Mày hả mày. Quy về led cũng đâu có yếu đâu anh em. Đánh rất là khỏe luôn. Đây sẵn cái nham thuẫn luôn. Vẫn là cái bài đẩy đường. Bên mình vẫn còn một đường. Vẫn là lợi thế hơn bên nó. Căng não cực kỳ bây giờ. Cắt khủng quá. Đánh mà gặp mấy thằng eo su nó cắm mắt mình đứng gỡ mắt cũng mệt rồi đó. Đây, team bạn là chuẩn bị ra đầy đủ rồi. Có ma lóc cẩn thận. Nhấp nhả thôi em ơi, để cho thằng Gina nó đẩy đường dưới lên. Đánh phải nhìn map một xíu. Ui. Mày đây nè, tới nè. Yuka nè. Thôi bỏ đi rồi. Ui trời, đau quá. Ui. Quỷ tới. Rồi không chạy nổi anh em ơi. Căng thật sự luôn á.
hay, bất ngờ hay quá. Ui hồi quét sạch luôn, nhưng trời ơi, thôi rồi nghe dáng này là lính gánh rồi anh em ơi. Rồi video đây là hết rồi, cảm ơn em đã theo dõi nhà hàng em đến biết bữa sau. Bye bye.